đọc báo cáo đại chúng luôn. Báo cáo đại chúng, không phải một hay vài vũ trụ vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động. Các sinh vật trong hằng sa cõi đang xanh xanh diệt diệt, hoa lá cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo. Văn minh văn hóa của nhân loại cũng theo thời gian mà hưng thịnh tàn phai. Tôn giáo tín ngưỡng phong tục tập quán trong cuộc sống của loài người không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Phật Thích Ca đã thấy, đã hiểu và đã chứng như vậy, nên Ngài ứng hiện hóa thân vô số vào muôn cõi độ sanh Ngọc Hoàng. Những quốc gia trên thế giới gọi danh hiệu Ngài là Thượng Đế, Chúa Trời hay là Allah, Brahman, Mẫu Mẹ là mẹ của nhân loại, Phật Bà Quan Âm hay mẹ Maria cũng đều hóa thân của Đại Thánh Mẫu, là tín ngưỡng nhân gian muôn đời của Á Châu. Mặc dù chưa phải là tôn giáo nhưng có rất nhiều người tin theo và quan trọng đã mang lại sự bình an và hạnh phúc trong gia đình, trong xã hội. Hôm nay ngày lành tháng tốt, năm bình an, ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu, nhằm 11 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, được phép của cha mẹ Thiên Tâm Đạo ra đời. Trước khi ra đời, cha mẹ đã dạy năm việc như sau. Thiên Tâm Đạo là gì? Hợp lòng người, hợp sơn hà, địa đại địa, hợp với trời. Lấy tâm từ bi thương xót, giúp đỡ muôn loài, biểu tượng chữ hợp tâm bình đẳng hướng thượng. Ý nghĩa, dấu gạch ngang dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau, phải biết tôn trọng sự sống khác. Dấu sổ xuống dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh hướng thượng để có đời sống cao thượng, có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác. Dấu trái tim chính là tâm, tâm là Phật. Hay lòng người cho dù đông tây, đông hay tây, nam hay bắc, đời nay đời xưa hay tương lai vẫn có điểm chung, ấy là đạo, triết lý. Bốn hướng cho dù sống hay làm việc, bốn hướng đông tây nam bắc hay trên dưới trái phải, đều xem như anh em một nhà, cùng cha mẹ sanh ra lấy tình thương làm đầu, không tranh chấp, không chém giết lẫn nhau, hãy nhường nhịn cho nhau. Lý thuyết, lấy kinh Hoa Nghiêm để làm nền tảng, mọi hiện tượng đều do duyên mà thành tựu, mọi hiện tượng đều do duyên mà hủy diệt. Vì vậy không nên nhờ một trời hay thần linh nào ban phước hay giáng họa, trùng trùng duyên khởi. Vì vậy không có bất cứ pháp nào tồn tại độc lập. Quán như thế, nhân ngã bỉ hữu lần lần tiêu diệt, tinh sâu nhân quả. Hễ tạo nhân tốt xấu, chắc chắn có quả tốt xấu tương xứng, không có bất cứ ai có quyền cho thêm và bớt đi. Không có bất cứ nhân nào mà không có quả, không có bất cứ quả nào mà thiếu nhân. Phương pháp tu tập A Hàm dùng 37 chờ đạo trong bài thuyết pháp đầu tiên của nhóm Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển làm cơ bản. Tu tập không phải chạy nước rút để cho mau đến đích giải thoát, phải tận hưởng từng hơi thở, từng bước chân an lạc giải thoát. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa bất cứ ai khác mình. Tự mình thanh tịnh mình, không có bất cứ ai làm mình thanh tịnh hay ô uế. Kinh Lăng Nghiêm, lấy Kinh Lăng Nghiêm làm cột trụ chính của Thiên Tâm Đạo. Cần sám hối nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp của mình cho sạch sẽ, sau đó mới tiếp nhận pháp lạc do tu tập mà có. Sáng suốt nhận định đâu là tà, đâu là chánh. Tâm hẹp hòi, tâm lợi tha, tâm từ bi, tâm ích kỷ, tâm bao la, tâm nhỏ bé, vân vân. Nhận thức rằng vọng tâm diều dắt chúng sanh ra vào sanh tử khổ đau truyền miên. Nhận thức rằng chân tâm hướng dẫn chúng sanh được an vui giải thoát niết bàn. Cách thức thờ cúng và sinh hoạt,
tùy theo hoàn cảnh gia đình mà thờ cúng không nhất thiết phải thờ đầy đủ. Tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ tôn nghiêm, tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tượng Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, nên trì tụng chú Đại Bi Thần, chú Lăng Nghiêm, ngồi thiền để tâm lắng động, định tĩnh, không cần rườm rà hình thức nghi lễ đơn giản như trang nghiêm. Hết lòng, hết lòng thắng nguyện và phát tâm vào đạo. Đặt tên cho mình thì lấy thiên tâm làm đầu, ví dụ thiên tâm chính, thiên tâm hạnh, thiên tuấn kiệt. Nhập môn cần hành tâm quay về hướng đông bắc cổng thiên đình, thắng lại 12 lại xin nguyện thời bàn nhỏ hay lớn tùy, cùng 12 đàn cày, 12 nước, 12 bông ngũ quả trái cây. Chủ trương trường trai, nếu không được thì ăn 10 ngày hoặc 4 ngày mỗi tháng, cần giữ tam tịnh nhục. Không chủ trương hộ niệm đốt vàng mã và ăn mặc gọn gàng, không cần rườm rà hình thức bề ngoài để thích hợp toàn sắc dân trên thế giới. Gia nhập thiên tâm tu theo pháp Phật, làm tại điện mẫu núi Thiên Long Sơn lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017 nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch, năm Đinh Dậu, ngày Đức Vía, Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thi hành Thái tử Thiên Nhãn. Kinh Thiên Tâm đạo hành trì bất cứ lúc nào, giờ nào, khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn, bao gồm kinh địa mẫu thu gọn, công phu khuya, thần chú Lăng Nghiêm, lễ sám hối 36 lại, trong đó có 6 lại đại diện là lại cho tất cả các cõi trời, người và ông bà tổ tiên. Cuốn kinh này đã được thỉnh ý ân trên vượt qua 12 giới luật của Thiên Tâm. Giữ được 12 giới luật này sẽ tự đốt đuốc mà đi thành Phật, không nương theo thầy, theo do nơi nào hết, bất cứ nơi nào, bất cứ dân tộc nào. Điều thứ nhất, nhân lễ nghĩa trí tín, có hiếu với cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng bào tam bảo. Điều thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay và ăn tam tịnh nhục. Điều thứ ba, không nói dối, nói ra, nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Điều thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác hay cho dây nặng lãi. Điều thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Điều thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Điều thứ bảy, không tà dâm, ngoại tình. Điều thứ tám, không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Điều thứ chín, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Điều thứ mười, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo, các sắc dân. Điều thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ém. Điều thứ 12, phải đọc một thời kinh, ngồi thiền mỗi ngày. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lại. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Tán tụng công đức Ngọc Hoàng. Nam mô Nhất Thiên Ngọc Đế, đấng vua trời vũ trụ các vì sao, tầng 36 đại la thiên cảnh, 3000 thế giới, 72 địa cầu, tu vi núi, 4 bộ châu, cõi thiên, cõi địa, thủy cung, cõi người, Ngọc Hoàng cai quản mọi loài, thần tiên, Bồ Tát, Phật, Thiên Chúa Người, đá thiên vũ trụ sơ khai, khí dương con được thân người, gia cho Nam Mô 6 chữ Di Đà, tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình. Tán tụng công đức Đại Thánh Mẫu. Kể từ hỗn độn sơ khai, Mẫu Hoàng hạ chỉ trước đài linh tiêu,
linh thần chân khí hợp đều, duy trì kim mẫu nung lò quá sanh, âm dương giao quá trụ hình, cũng vì tà mị xa tình mẹ con. Cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon, lây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong. Long hoa đại hội thưởng công, đặc truyền thiên giáo mẹ mong con về. Kính thiên bài kệ cơ trời, lời vàng mẹ dạy con ơi nhớ lời. Lời nguyện: nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hành Phật đạo. Tam tự quy y, quy Ngọc Hoàng Thượng Đế cứu trần thế. Quy Pháp Phật là phương giải thoát. Quy Đạo Thiên chân truyền mẫu vàng dạy. Kính thiên đa chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy người mẹ quy. Nhân sinh qua bao nhiêu tiền, luôn hồi vây trả chuyện liên kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm tư mạng đạo đời dương gian. Rồi đây năm năm giữ gian xa, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng dân sẽ tin ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, sáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba tán hoa ca cuộc. Đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy người mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhiêu tiền, luôn hồi vây trả chuyện liên kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thiên sư mang đạo cười thương ra. Rồi đây năm giữa gian gian, lo cho quốc hoài dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, sáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sau xây dựng nước nhà, lo cho ba ta hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ
anh mấy lời. Rồi đây sẽ ở thôi cơ thiên tâm tu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập gia. Đây là chân đạo không ta luôn luôn tu đi Di Đà Quán Âm, tu theo đúng thiên tâm. Phật trời là chân, không thêm đâu nào. Thế gian này lắm lao đâu, ta giáo xuất kim phong trào tu văn. Lắm người tin tưởng sai lầm, và Phật thế gian chiếc đắng mô mê. Cho nên thượng đế ra ôi, mở ra thiên tâm đạo này chưa mang. Vậy khi hai từ nghe ta, từ nay làm ra chú phải hỏi con. Mở ra chân đạo thiên tâm tu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập gia. Đây là chân đạo phong ta luôn luôn tu niệm Di Đà Quán Âm. Tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chân, không thêm đâu nào. Thế gian này lắm lao đâu, ta giáo xuất đi phong trào tu tâm. Lắm người tên những tướng sai lầm, pha Phật thế gian chiếc đắng mô mê. Cho nên thượng đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này chưa mang. Vậy thì hãy tự nghe ta, từ nay làm đạo chú phải hỏi cô hai trời không mây theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ơn thương.
linh đăng soi thấu mười phương, điện quang tỏa sáng chiều nhường, cầu xin từ mẫu Tây phương chừng gần bên con. Xưa mẫu ngự chim loan tại miếu, từng thiêng tây huyền diệu ứng linh. Bút cơ mẹ thao tâm tình, lời châu chép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biên ca trùng dương lưỡng biết, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trông từng lượng sóng thào, bao nhiêu sóng lượng ngang ngào bấy nhiêu. Cánh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sáng khai quá độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lớn đêm lo kiềm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng so, dàn dân bá tánh nước non thanh bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không trung, thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền. Tam nhật màu có xiêm bay màu, tiếng chuông ngừng gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dâng nén tâm hương, lạy mẹ phụ đức thập phương an lành.
hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu tư phổ điển, nhiệm màu chứng minh chốn trần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn thượng tầng. Mẹ phù can khôn truyền khai hoàng đạo pháp môn hạnh từ. Mẫu lòng như sao xuyên, gọi tâm thành thăm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ huyền bí. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Trầm hương bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu tư phổ điển, nhiệm màu chứng minh chốn trần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn thượng tầng. Mẹ phù can khôn truyền khai hoàng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, khởi tâm thành thăm viếng mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ huyền vi. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Cầu lạnh mẹ trình an non nước, tiền mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tâm chánh giác đạo vang rực rỡ, khắp Bồ Đề này nở rừng cây. Âm thiền nối nhịp thang mây, điền thiêng mẹ chứng những nay cành đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh, bao mạng trơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh, bao mạng trơn kinh.
tre cúng dường dâng hoa, lời van cầu thiết tha ai oan chốn dương trần tờ an. Phù vân chúng sinh đau khổ vô ngần, thành tâm lạy mẹ vội lầm tội xưa. Ngày kỳ mẫu sớm trưa bay mau, tiếng chân thành vọng thấu diêu hồn. Gắng tu nói chi ba tung bồ đề hạnh nguyện, thơm chung hương lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khương nguyện thỉnh tư tố điển minh phủ khắp càng khôn truyền khai đại đạo tiếng đồn vang xa tung kinh máu xa xa an ổn mẹ sáng trần hôn đồn sơ khai lời châu ghi lại trần ai là do huyết mạch phi tài tử tôn oai linh máu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp thụ điện thiên phước tài lộc thọ chiến miên dân lành nước thành nhà yên thanh bình tam nhật màu chỉ kinh địa mẫu chúng sanh đều số đổi nhàn thanh mùa màng sung túc tươi xanh quả hoa thơm ngát lành từ bi thấm ơn mẹ khắc ghi danh dự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung dập đầu bái tạ vương cung đồ ăn xanh chúng tao phùng lòng hoa lời trẻ dâng quà tươi thỉnh mẹ chứng chi dập đầu lạy đức diêu trì điển linh mẹ phù cứu nguy dân lành nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bào mang chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bào mang chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bào mang chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bào mang chân kinh hoa tươi xanh tâm thành cung kính tiếng trẻ khơ nguyện thỉnh tư tố điển minh phủ khắp càng khôn truyền khai đại đạo tiếng đồn vang xa mẹ sáng trần hôn đồn sơ khai lời châu ghi lại trần ai là do huyết mạch phi tài tử tôn oai linh máu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi hấp thụ điện thiên phước tài lộc thọ chiến miên dân lành nước thành nhà yên thanh bình tam nhật màu chỉ kinh địa mẫu chúng sanh đều số đổi nhàn thanh mùa màng sung túc tươi xanh quả hoa thơm ngát lành từ bi thấm ơn mẹ khắc ghi danh dự
xanh chúng tao phùng lòng hoa. Kính lạy máu thiết tha lời trẻ dâng quả tươi thỉnh mẹ chứng chi dập đầu lạy đức diệu trì điển linh mẹ phù cứu nguy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bảo mang chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bảo mang chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bảo mang chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dương xanh bảo mang chân kinh. Địa mẫu dương xanh bao mang chân bay điện mẫu tư
ai khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dụng khuyên đời, nữ nơi thượng cõi ban lời ngọc trắng.